và thông tin hiện tại được cập nhật mới nhất thì tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi với nội dung sau đây. Là nghệ sĩ Việt Hương đã có bản cam kết với lại Bộ Y tế cũng như là Cục Y tế Dự phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh là sẽ không công khai về việc đưa thi hài ca sĩ Phi Nhung từ Việt Nam qua bên Mỹ. Và đối với thông tin chính xác nhất hiện nay 100% là thi hài ca sĩ Phi Nhung đã được chuyển về bên Mỹ vào buổi chiều ngày hôm qua là ngày 7 tháng 10 năm 2021 như mình đã thông tin với tất cả quý vị và các bạn. Và sáng nay thì sẽ được diễn ra tang lễ của ca sĩ Phi Nhung là một buổi lễ tưởng niệm tại Hoa Kỳ. Và bây giờ thì mình sẽ đọc cho tất cả quý vị và các bạn biết về cái bản cam kết này, xem nội dung ở trong này sẽ ghi như thế nào và tại sao lại phải giấu thông tin rằng là sẽ không công bố với truyền thông. Kính mong tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Về nội dung bản cam kết ở đây thì sẽ có hai trang, thì mình sẽ đọc cho quý vị và các bạn xem rất rõ bởi vì đây chữ rất là nhỏ nên mình sẽ đọc cho tất cả quý vị và các bạn cùng nghe nha. Ở đây sẽ là đơn cam kết kính gửi Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Giấy. Chúng tôi gồm Wendy Phạm, con gái của ca sĩ Phi Nhung, và Nguyễn Thu Hương là nghệ sĩ Việt Hương, được Wendy Phạm và gia đình ca sĩ Phi Nhung ủy quyền làm các thủ tục tại Việt Nam liên quan đến hậu sự của ca sĩ Phi Nhung. Tiếp theo là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ hỗ trợ xuyên lục địa được ủy quyền để hoàn tất các dịch vụ để chuyển thi hài của ca sĩ Phi Nhung về Mỹ. Và ca sĩ Phi Nhung là một người trong những ca sĩ người Mỹ gốc Việt và được khán giả Việt Nam vô cùng mến mộ. Và không những cô là một ca sĩ có giọng hát truyền cảm với dòng nhạc quê hương, và cô còn là một nghệ sĩ luôn tích cực trong các công tác thiện nguyện bao năm qua. Và cũng vì tấm lòng cao cả của mình, cô đã tình nguyện ở lại Việt Nam trong thời kỳ đại dịch hoành hành thời gian qua tại quê nhà, và đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà chịu ảnh hưởng lớn nhất của đại dịch bệnh Covid-19. Và cô đã không quản ngại khó khăn nguy hiểm, xông pha ra tuyến đầu để phục vụ cho các nhân viên y tế cũng như những người dân nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra. Và chính trong quá trình phục vụ bà con này thì cô đã không may mắn nhiễm bệnh, và sau một thời gian dài điều trị bệnh tại Bệnh viện Chợ Giấy, đội ngũ y bác sĩ đã tận tâm cứu chữa để giúp đỡ cô vượt qua được căn bệnh SARS-CoV-2, nhưng do tình trạng sức khỏe quá yếu nên cô không qua khỏi. Và tính cho đến nay, ca sĩ Phi Nhung đã xa gia đình Mỹ hơn 2 năm. Và cũng trong khoảng thời gian là 2 năm đó thì con gái của cô là Wendy Phạm đã sinh hạ được 2 đứa cháu ngoại cho ca sĩ Phi Nhung. Và trước khi qua đời, tâm nguyện duy nhất của Phi Nhung là được trở lại Mỹ để gặp con gái. Và duy nhất điều đặc biệt là 2 bé cháu ngoại yêu thương của mình. Và đây cũng là nguyện vọng lớn nhất của Wendy về tình mẫu tử là vô cùng thiêng liêng, mong sao được nhìn thấy mẹ một lần cuối, cũng như cho cháu ngoại được gặp bà ngoại dù chỉ một lần. Và ngày 2 tháng 10 năm 2021, dưới sự hỗ trợ từ lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi có nhận được công văn số 82862 DPDT từ Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế về việc cho phép được vận chuyển thi hài của ca sĩ Phi Nhung về bên Mỹ. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý cục đã cảm thông với mất mát lớn lao này của gia đình chúng tôi và đã quyết định này và đã ra quyết định này. Chúng tôi viết đơn này để kính mong quý cục tiếp tục hỗ trợ gia đình chúng tôi để đưa thi hài ca sĩ Phi Nhung trở về Mỹ với gia đình sớm nhất có thể. Và trong quá trình này, thay mặt gia đình ca sĩ Phi Nhung, chúng tôi xin cam đoan là ngay sau khi chúng tôi nhận được thi hài của ca sĩ Phạm Phi Nhung từ nhà vĩnh biệt Bệnh viện Chợ Giấy vào ngày 7 tháng 10 năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ hỗ trợ xuyên lục địa sẽ làm thủ tục khâm liệm ngay tại nhà vĩnh biệt Bệnh viện Chợ Giấy rồi đưa thẳng thi hài ra sân bay Tân Sơn Nhất để kịp giờ bay. Và giờ khởi hành với giờ bay thì đã được che lại rồi. Và ngày 7 tháng 10 năm 2021, tôi xin gửi đính kèm đặt chỗ trên chuyến bay vì chúng tôi bắt buộc phải có mặt tại sân bay muộn nhất là 4 giờ trước khi bay để kịp làm các thủ tục cần thiết. Do tôi, Việt Hương cũng là nghệ sĩ đang hoạt động tại Việt Nam và ca sĩ Phi Nhung cũng đang có hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ Việt Nam, và gia đình chúng tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ mọi quy định của pháp luật Việt Nam và sẽ tuyệt đối không công bố thông tin về việc di chuyển thi hài của ca sĩ Phi Nhung hay thông tin chuyến bay hoặc thực hiện bất cứ hoạt động nào đối với truyền thông, báo chí cũng như trên tất cả các phương tiện truyền thông. Và kính mong quý cơ quan tạo điều kiện để gia đình thực hiện được di nguyện cuối cùng của ca sĩ Phi Nhung là được trở về bên con gái và gia đình tại Mỹ.
Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 10 năm 2021, thay mặt gia đình ca sĩ Phi Nhung, Nguyễn Thu Hương, nghệ sĩ Việt Hương ký tên. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là cái đơn này thì đã được thành lập cũng như đã được viết từ ngày 5 tháng 10 năm 2021, đã có dựng từ trước nhưng cũng chưa có thông báo chính thức với truyền thông. Và vào buổi chiều ngày 7 tháng 10 năm 2021 thì nghệ sĩ Việt Hương mới chính thức thông tin với báo chí rằng là hiện tại thì đã có thể chuẩn bị cho chuyến bay trước 4 giờ để chuẩn bị khởi hành một chuyến bay cuối cùng để đưa thi hài ca sĩ Phi Nhung từ Việt Nam qua bên Mỹ. Và cũng có thông tin rằng là hiện tại thì sẽ không có thông báo bất cứ cái thông tin gì cũng như vì lịch trình của chuyến bay đối với truyền thông và báo chí. Và cũng theo thông tin này chúng ta mới được biết rằng hiện tại thì con gái của ca sĩ Phi Nhung là Wendy Phạm thì đã sinh hạ được hai đứa cháu của ca sĩ Phi Nhung. Thì đối với thông tin này thì ca sĩ Phi Nhung đã 2 năm rồi không trở về quê nhà. Và cũng trong khoảng thời gian 2 năm đó thì Wendy đã sinh được hai đứa cháu. Đó thì thông tin hiện nay thì cũng theo nguyện vọng cuối cùng của Phi Nhung là sẽ được trở về quê nhà để có thể thăm con gái. Và cũng theo ước nguyện cuối cùng của Wendy là có thể mong rằng là ca sĩ Phi Nhung sẽ được trở về bên Mỹ. Và Wendy Phạm sẽ được gặp mẹ mình một lần cuối cũng như để cho hai đứa cháu của ca sĩ Phi Nhung sẽ được nhìn thấy bà một lần cuối cùng trước khi làm lễ an táng tại quê nhà tại bên Mỹ. Và như vậy thì đến buổi sáng hôm nay ngày 8 tháng 10 năm 2021 thì đã có chính thức thông tin về thi hài của ca sĩ Phi Nhung đã được chuyển về bên Mỹ rồi. Và hiện tại thì sẽ không còn những cái thông tin đồn nữa là để chúng ta có thể chắc chắn rằng là sẽ không phải cho cốt và cũng không phải những thông tin mà rất nhiều người đã nghi ngờ trước đây rằng là thi hài ca sĩ Phi Nhung đã được hỏa thiêu rồi. Và hiện tại chỉ có thể đưa cho cốt về thôi và comment cho mình những lời đó nữa hay không. Và cũng chính vào buổi sáng nay ngày 8 tháng 10 thì thi hài của ca sĩ Phi Nhung sẽ đáp xuống sân bay tại Los Angeles tại Mỹ. Thì người nhà cũng như là người thân của ca sĩ Phi Nhung và đặc biệt là con gái Wendy sẽ có thể ra tận nơi để có thể đón thi hài của ca sĩ Phi Nhung để có thể là về nhà. Và có thể là sẽ diễn ra một lễ tưởng niệm vào lúc 9 giờ sáng nay cũng như buổi thông báo của Thúy Nga đã thông báo vào buổi chiều ngày hôm qua. Là sẽ diễn ra buổi lễ tưởng niệm vào buổi sáng nay là 9 giờ theo giờ Việt Nam. Đó thì sẽ có diễn ra buổi lễ tưởng niệm cho ca sĩ Phi Nhung. Thì những thông tin hiện nay thì đều là những thông tin chính xác. Và mình muốn cập nhật cho tất cả quý vị khán giả, tất cả quý vị và các bạn sẽ có một thông tin vui rằng là hiện tại thì ca sĩ Phi Nhung đã không phải hỏa thiêu rồi và sẽ giữ nguyên thi hài trở về với quê nhà và sẽ được làm lễ an táng. Thì đó là một trong những cái nguyện vọng cuối cùng của con gái ca sĩ Phi Nhung, cũng là một ước nguyện của ca sĩ Phi Nhung thì hiện tại đã có thể thực hiện được. Chúng ta có thể thấy rằng hiện tại thì tất cả chúng ta đều rất là vui mừng với thông tin đó. Và mình cũng sẽ cố gắng cập nhật những nguồn thông tin mới nhất về diễn biến. Và buổi sáng nay là sẽ tổ chức ra sự kiện làm lễ tưởng niệm cho ca sĩ Phi Nhung. Thì mình sẽ thông tin liên tục đến tất cả quý vị khán giả.